Hello anh em, tiếp tục giao máy anh em ơi, quá nhanh quá nguy hiểm luôn nha. 4018 SV siêu phẩm mới về hôm qua, nay lên xe luôn. Con này em về miền Tây nha, cho khách quen. Khách ở Sóc Trăng nha anh em, Long Phú Sóc Trăng. 4018 SV siêu phẩm máy vàng ủi đầu ha, khách bỏ vàng sới vàng cài lại. Con này thì quá đẹp, quá mới luôn, 4018 bản đặc biệt ha. Nhìn cái phần đùi sau như máy mới luôn anh em. Anh em nhìn nè. Ha, y như xe mới. Siêu phẩm mới về hôm qua luôn ha, 4018 SV mới về hôm qua, nay lên xe nha anh em. Hàng VIP thì không có chờ lâu nha. Rồi được rồi, hơi xinh được rồi. Con này em giao về miền Tây nha, Sóc Trăng. Có lấy vợ không? Đang gửi chuẩn bị lên xe anh em, 4018 SV phiên bản đặc biệt, quá đẹp. Máy kèm mũi đầu, khó ăn ha. Được rồi chú ơi. Qua em chạy xuống kìa, không biết đường chạy kìa. Bên đây nè, bên bánh bên đây nè, bên bánh bên đây nè. Bên bánh bên đây nè. Rồi. Quá đẹp luôn em ơi. Con này chiều ngang hả? Chiều ngang chắc tầm 1m3. Máy nhỏ, bánh nhỏ mà. Bánh sau đi 12-24. Này về anh em đi ép luống, khu vực Bắc Bộ rồi xài rất là hợp lý. Cũng không. Đụng cái ổi không nữa nè. Lên xe có đụng cái ổi không nữa nè. Chạy qua lên luôn đi. Này giao cho khách quen nha anh em, về Long Phú Sóc Trăng, khách này lấy bên em gần chục chiếc rồi. Lấy 5-6 chiếc xe rồi. Ở lên luôn đi chú ơi. Bốn không mười tám SB phiên bản đặc biệt Thái Lan kèm theo bộ ủi đầu về Long Phú Sóc Trăng. Con này em mới về hôm qua luôn anh em, thấy động cơ máy Thái nổ khác không, rất là bén nha, rất là bốc. Có đụng cái lam không? Siêu phẩm lên xe, mới về hôm qua nay lên nha anh em. Không chịu nổi lâu nha, quá đẹp luôn. Đây giờ cho mấy ông chú ở dưới Sóc Trăng, mấy ông chú này khách quen nha. Lấy bên em là tổng cộng nếu mà chiếc tính luôn luôn chiếc này là 6 chiếc rồi đó anh em. 5-6 chiếc rồi đó. Toàn là hàng VIP không nha, 5040 VIP không à. Nhà là một bầy máy. Siêu phẩm. Siêu phẩm về miền Tây nha, Long Phú Sóc Trăng. 83 Sóc Trăng nha. Qua lại đi. Động cơ máy Thái nổ cực kỳ bốc luôn em, quá là VIP. Quá đẹp luôn em ơi, siêu phẩm nha, 4018 phiên bản đặc biệt nha anh em, 2023 luôn. Của 2022 chứ. Máy vàng ủi đầu chính hãng, quá VIP. Con này là mới có mấy trăm giờ anh em.
có bộ bánh hơi 2018 hả? Bánh mới thì có. Quá đẹp. Bốn vỏ Otani anh em thấy còn gai còn cao vút luôn không? Con này là đùi phên đầu, từ đầu tới đuôi là còn nguyên bản nguyên zin ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây ở phía sau đùi em nó này anh em, như xe mới luôn ha. À, quá là biết rồi. Siêu phẩm anh em thấy cái 4018 Thái Lan ta làm cái đời mà cái đời cao, cái mui, cái máy, cái tem mui nó còn chữ bể luôn anh em. Chứ không phải giống gì. Không có giống Việt Nam mình ha. Chim cao lên chút. Cái gầm nó hơi nhỏ anh em, lên nó hơi dính cầu. Rồi siêu phẩm về nhà nha, 4018 SP phiên bản đặc biệt. Về Sóc Trăng nha. Rồi anh em mình có cần máy liên hệ nha, 40 siêu phẩm luôn. Đó, anh em có thích cái dòng này thì hú em, đang có sẵn nha anh em. Quá đẹp. Con này thì làm la mũi luôn nè. À, quá vip luôn nha. Rồi cảm ơn anh chú du khách Sóc Trăng nha. Đó, anh em mình có cần máy gì cứ gọi trực tiếp cửa hàng em ha. Rồi cảm ơn em nha.